Suốt một thời gian dài, cuộc khởi nghĩa vẫn được duy trì với những loại vũ khí thô sơ, đó là gươm, là giáo mác và một số súng kíp, súng hỏa mai châm ngòi kiểu cũ do ta tự chế. Tuy nhiên, những sản phẩm vũ khí sản xuất theo kiểu truyền thống lúc đó không thể chống chọi được với kẻ thù có súng ống hiện đại. Trong điều kiện nước ta lúc đó, việc chủ động nghiên cứu và phát minh ra một loại vũ khí tiên tiến là không thể. Vậy làm sao để chúng ta có thể sản xuất được một hỏa khí tương đương và đủ sức tấn công kẻ địch?